Chưa đầy 30 giây, bát mì khô muối ớt đã hoàn thành dưới đôi bàn tay thoăn thoắt của cô Huyền, khiến người ăn không khỏi suýt xoa. Thoạt đầu, nhiều người thắc mắc lý do món ăn này lại được chú ý khi đơn giản là tô mì trộn với muối ớt. Điểm độc đáo của món ăn chính là sự hòa quyện ngọt của vị bằm, giòn giòn của miếng bò cộng với miếng tôm xay nhuyễn trứng gà, làm nên vị ngon không lẫn vào đâu được. Chủ nhân của quán mì hơn 40 năm này là cô Nguyễn Thị Thanh Huyền, 54 tuổi. Quán là gia tài của mẹ cô để lại, hiện nằm trong con hẻm nhỏ trên đường Trần Kế Xương, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua bao nhiêu năm thăng trầm, quán tuy có di dời nhiều vị trí trong con hẻm, nhưng hương vị thì vẫn vẹn nguyên. Món ăn có gốc ở Bình Định, thành phần chính là món mì gói, nhưng nhiều vị khách muốn đổi khẩu vị cũng có thể gọi bún sợi tươi. Món ăn sẽ không thành công nếu thiếu đi tô súp với đầy ắp những miếng thịt bò, tôm, trứng, chả tôm quyện vào nhau tạo nên vị khác lạ. Thoạt nhìn có vẻ đơn giản, nhưng món ăn sẽ không ngon nếu người chế biến không khéo léo, nêm nếm hay tẩm ướp gia vị cho các nguyên liệu. Nồi nước dùng lúc nào cũng được bắc trên bếp than, để kín để nắp giữ độ nóng và mùi vị. Ngoài ra, đặc điểm dễ dàng để nhận diện của món ăn là thành phần gia vị trong tô súp và mì có nhiều hành lá. Nếu bạn không quen dùng hành lá thì có thể nói với chủ hàng lúc gọi món. Cô Huyền cũng thường xuyên hỏi những vị khách lạ để làm vừa khẩu vị. Tất nhiên, một loại gia vị không thể thiếu tạo nên đặc trưng của món ăn này đó là muối ớt. Miếng bò giòn giòn cộng với chả tôm dai dai, ăn cùng sợi mì cay xè nhưng bạn vẫn cảm nhận được vị ngon ngọt của nước dùng, có thịt bò bằm. Những buổi trưa nóng, nhiều người vẫn tìm đến quán ăn để ăn mì nhưng lại tìm chút gì đó ký ức của phố đã gắn liền với nó. Quán mở cửa từ 10 giờ sáng đến 5 giờ chiều là hết hàng, có khi sớm hơn. Khách đến quán chủ yếu là khách quen, những người từng thưởng thức và không thể quên hương vị này. Giá cho một phần trung bình là 40.000 đồng. Ăn xong bạn có thể gọi thêm một ly nước rau má, nước mía hay các loại nước ngọt để có thể giải khát, xua đi vị cay vẫn còn chưa dứt của món ăn. Một thực khách kể đến khi quán lần đầu, cô Huyền cười và hỏi, ăn đầy đủ nhé. Nhưng đến lần thứ ba thì anh chỉ cần vào quán, tìm chỗ ngồi là có ngay một phần ăn như ý.